Dạ, anh xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nhé. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà vườn anh chị. Phía sau có một cái ao nuôi cá nữa, tuyệt vời luôn chị ha. Với ngang là 10,5 m, chiều sâu là 61, nên tổng diện tích là 595 m². Đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị. Nằm vị trí đây là hướng bắc nha. Địa chỉ căn nhà vườn của mình là ở ấp Nguồn Hiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Mà về đây mình ở, mình đi chợ chị, ra trường học, ủy ban là 1 cây số nha anh chị. Còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á là 41 cây số nha anh chị. Đi qua cầu Mỹ Lợi đó, giáp với Long An á, thì qua đây là gần nhất nha anh chị. Còn cách thành phố Mỹ Tho là 49 km nha anh chị. À, đường rất là rộng rãi cho xe ô tô, xe tải mà lưu thông luôn chị ha. À, đây hiện tại thì chị thấy gió rất là mạnh không? Tại vì ở đây có một cái sông, sông Cửu Long rất là lớn ha. Đây, cách đường đá xanh này khoảng là 30 m, sông rất là lớn. Còn cái hướng ngược lại đây thì mình liên thông về ra quốc lộ 50 hay về cầu Mỹ Lợi là đi hướng này nha anh chị. Đây có xưởng đóng tàu nữa chị ha, nằm bên ta phải nè. Ở đây thì mình có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha. Hiện tại thì gia đình đang ở căn nhà luôn, được một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, không gian phía sau là bếp đồ ăn và một số sau nữa là một cái ao nuôi cá anh chị ha. Từ cái đường đá xanh này thì mình qua cây cầu này là tới vị trí căn nhà của mình rồi. Cái cầu này thì hai hộ dân hùng đó, em sẽ đi vô từ từ mình tham quan nha. Đây thì có hai hộ dân hai hùng làm cái cầu này, tại vì cái đây là có một cái sông nhỏ thôi đó, không có lớn anh chị ha. Đây nên lộ giới này rất là nhiều, lộ giới rất nhiều nha. Đây khoảng là 20 m anh chị ha. Đây hiện tại nước đang rút anh chị, nước còn nước lên xuống anh chị ha. Đây, hiện tại nước đang rút nên từ cái mí xong mình là vô cái mí kia là khoảng cần chục mét đó, nên không có xây kiên cố được, nên gia chủ làm cái nhà thụt tuốt ở trong anh chị thấy không, nằm ở trong nhà nào cũng vậy anh chị. Tại đây lộ giới sông nhỏ này rất là nhiều anh chị ha, nên mình có xe ô tô á hay xe tải vậy anh chị phải làm cái cầu lớn hơn nha mới vô được tới căn nhà nha. Tại cái cầu hiện tại thì cầu bằng gián, có hai hộ để đi thôi. Cái hộ này là hộ đầu tiên, kế bên là hộ của mình, có hai hộ chị ha. Gia đình mình cũng không có xe ô tô nữa nên đổ đường xe máy chị ha. Rồi tới đây là bắt đầu căn nhà mình đây, cái ranh giới từ vị trí đây cái tay em chỉ nè, này qua bên kia thẳng bên kia là 10,5 m nha. Còn cái này lộ giới của cái sông rồi mình không được làm tới đây chị ha. Cái sổ mình là cái ganh ở đây thôi từ đây mình sâu vô đây là 61 anh chị ha. Đã từ lộ giới rồi, tính từ đây vô thôi thì cái hàng rào bên tay trái thì gia đình kế bên đã làm rồi chị thấy không nè, xây rất là kiên cố. Mình về khỏi làm đó, mình làm ở phía sau và bên tay phải anh chị ha. Ở đây là một cái sân rất là rộng luôn chị thấy không. Về đây mình ở nhất là yên tĩnh, cái hai nó thì có đám tiệc, đám giỗ, sinh nhật, đám cưới đó mình đãi nhà luôn, rất là thoải mái nha. Tại không gian rộng rãi thông thoáng, cái nền nhà cao, cái sân rất là nhiều nha anh chị ha. Cọp nhà nè, tường nè, và cái nền nhà đã ốp rất là sạch sẽ luôn anh chị. Nhà thì gia đình đang ở luôn chị ha. Giá thì chủ ký gửi là 900 triệu thôi, giá này gia đình nó còn bớt đó chị ha. Nó giá cũng rất là hợp lý, căn nhà thì xây to đùng nè. Anh chị thấy rồi, các căn nhà này cũng trên 400 triệu rồi ha. Mà chưa tính đất nên chị. Rồi để em chỉ cái ganh bên ta phải luôn, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà nha anh chị. Về anh chị có thể mình thiết kế thêm máy tiền chế ở trước anh chị, thứ nhất cho nó mát ha. Hiện tại gia chủ chưa có làm máy tiền chế nha. Đây, cái ganh là qua tôi đây nè anh chị, có trụ ganh hết rồi. Có sổ sẵn anh chị ha. Đây có trụ bê tông nè bên ta phải anh chị ha.
cao khoảng 4 tấc chị. Đó, mình về cái con gạo thẳng ra phía sau, chiều sâu bên ta phải nha. Đây là hàng xóm mình đây. Đó, bên trái bên phải đều hàng xóm hết, dân cư rất là đông đúc ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan trước, em sẽ đi ra phía sau ranh giới cuối cùng luôn. Dạ em xin mời anh chị ạ. Này bước vào trong anh chị thấy không? Gia chủ làm rất là kỹ, ốp gạch lên tới là phong luôn chị ha. Cửa đây là cửa gỗ, gỗ đỏ chị ha. Đây một con đá ngồi tiếp khách hay là uống trà đây ha, cho nó mát anh chị. Không gian phòng khách của mình thì em thấy gia chủ thiết kế rộng rãi thông thoáng nha. Cửa sổ thì rộng luôn nè, đó, rất là thoải mái, tới ánh sáng vô, tới gió trời vô, rất là thông thoáng cái không gian cái nhà của mình nha. Cửa sổ là cửa bằng gỗ luôn chị ha. Chị thấy không, nhà rất là rộng rãi. Ở đây thì em thấy có một khuyết điểm đó, phía sau cái đuôi đất và căn nhà mình đó, hơi bị tớp hậu xíu nha chị ha. Tớp là còn có 8.6 thôi. Đó, nó rất là cụ thể chi tiết cho cô chú anh chị nắm rõ ha. Đây là không gian chỗ giải trí nè. Hai vợ chục để một cái bàn gỗ ở đây. Đó, là một cái giường xây gạch lên là khoảng là nửa mét ha. Đó là một cái giường. Đó, nhiều lúc mình có con cháu về đông quá thì có thể ngủ ngoài đây. Đó, rộng rãi thông thoáng nha. Tivi dưới đây. Đây là không gian giải trí. Có hai cái giá giọng anh chị. Rồi, để em quay từng phòng ngủ cho mình xem ha. Đây là phòng đầu tiên. Có đèn phòng. Dạ, đây chút. Bắt lên tới sáng anh chị nha. Đây. Bên trong phòng ngủ chị không? Rộng rãi thông thoáng. Gia chủ toàn bộ cái nhà thì đã ốp gạch cao là 1.8 anh chị ha. Phòng ngủ nào cũng có cửa sổ hết anh chị. Đó, bằng gỗ nha. Rồi, em xin mời chị ha, ra phòng thứ hai. Rồi, phòng thứ hai giống như phòng thứ nhất anh chị ha. Đây. Còn rộng rãi thông thoáng nha anh chị ha. Phòng ngủ nào cũng có sổ hết nha anh chị. Trên trần thì cũng đóng đâu không hết rồi. Ở đây thì gia chủ là xây gạch lên, làm cái giường để niệm lên nằm anh chị ha. Trên trần đây. Rồi, đây là cái không gian phía sau của mình là không gian bếp đồ ăn. Đây thì chủ cũng có để tủ lạnh, bàn tròn, cơm khu vực này. Rất là thông thoáng. Em thấy căn nhà mà thiết kế cửa rộng, nhất là lấy gió vô, hai là thông thoáng cái không gian căn nhà mình anh chị nha. Ở đây chủ thiết kế một cái tủ âm tường để có cái cửa bằng nhôm hang đậy lại, nhiều lúc để nồi hay là chén bát ly để cho không có bụi bặm anh chị ha. Còn đây là chỗ nấu ăn của gia đình. Chuẩn bị ăn cơm gì anh? Cơm trưa hả? Yeah. Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh chị ha. Em bắt đèn cho sáng. Đây, nhà tắm nhà vệ sinh là chung nha anh chị, rất là rộng rãi ha, rất là thoáng luôn. Rồi, em xin mời chị ha, giờ sẽ đi ra không gian ở phía sau để mình tham quan tiếp ha. Không gian phía sau đây thì gia chủ có cái khoảng trống để rửa nồi ơ ngoài đây. Dạ chào chị. Ở đây gia chủ cũng nuôi một số gà anh chị để dùng gia đình chứ không có buôn bán anh chị ha, nuôi ít thôi, làm chuồng gà nho nhỏ nè. Đây thì gia chủ cũng thiết kế hai cái lu xây bằng bê tông anh chị đó, để hứng nước mưa trong đây nè, nhiều lúc mình cúp điện cúp nước mình có thể giữ sử dụng trong cái bồn này anh chị ha. Đây cái bồn to đùng nè chị đó, xài rất là thoải mái luôn chị ha. Cái sò thùng bê tông này cũng làm rất là kiên cố chị ha. Rồi, đây là phía sau đây là cái nhà có một cái ao nuôi cá, và đây thì cũng nuôi vịt nè, rồi nuôi gà phía sau đó chị. Đây thì có dừa, rồi mấy cây mì, cóc, rồi cây mận cầu, sồi, rất là nhiều loại cây trái luôn chị thấy không. Nhưng mà cũng nhỏ thôi, chưa có lớn, nhưng mà có một số cây như là ổi, cóc là đang cho trái nha.
Thì chủ cũng trồng dùng trong gia đình thôi chứ ít không có nhiều anh chị. Đây là có nuôi được sim đó anh chị, là ghi nữa nè. Cái ao này rất là rộng anh chị, nên mình có thể mình để lại đó, mình có thể nuôi cá mình dùng trong bên đinh, hay là anh chị có thể mình cải tạo cái ao lại mình nuôi cá để kinh doanh được luôn nha. Đây em thấy cái ao cũng rộng rãi thông thoáng đó chị ha. Mình về mình thiết kế cái hàng rào lại bên trái nè, phía sau và bên tay phải mình làm rào kiên cố lại nha. Hiện tại thì gia chủ không có tiền nên làm tấn một số cái ton thôi anh chị ha. Thì ranh giới của mình có sẵn rồi, về thì chủ sẽ chỉ ranh lại mình làm rào cắm mấy cái trụ bê tông, giống như ở trước có trụ bê tông anh chị ha. Đây cái ao nè chị không, to đùng luôn. Cái ranh giới của mình là anh chị, để em gom gần lại nha, hết cái ao là hết cái ranh giới cuối cùng của mình anh chị. Đây chị không, tấn mấy ton anh chị không, trước màn hình mình đó là ranh giới cuối cùng của căn nhà vườn của mình nha. Phía sau cái căn nhà vườn mình thì cũng có nhà ở chị không, rất là đông đúc anh chị, cái khu này không có vắng anh chị ha, rất là đông nha. Rồi đến em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha là 900 triệu anh chị ha. Rồi bị đúng sình anh chị, lọt mương này, đất lúng anh chị, đây chết sình này. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp hình để tương tác với em, nó có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.